Thượng tướng Trần Văn Trà, sinh năm 15 tháng 9 năm 1919, mất năm 20 tháng 4 năm 1996, tên thật là Nguyễn Chấn. Ông là thượng tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tiểu sử: Trần Văn Trà quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, nay thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sau vào cư ngụ tại Sài Gòn. Ông còn có bí danh là Tư Chi, Tư Nguyễn, Ba Trà. Xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, thời trẻ học tiểu học tại Quảng Ngãi. Năm 1936, ông tham gia Đoàn Thanh niên Dân chủ Huế khi còn đang học tại Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế. Năm 1938 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông từng bị thực dân Pháp bắt giam 2 lần. Lãnh đạo quân sự Nam Bộ. Sau cách mạng tháng 8, ông giữ chức ủy viên kỳ bộ Việt Minh Nam Bộ. Khi chiến tranh Đông Dương nổ ra tại Nam Bộ, ông tham gia công tác quân sự, giữ chức chi đội trưởng chi đội, tương đương trung đoàn 14, khu trưởng khu 8, sứ ủy viên Nam Bộ 1946 đến 1948, tư lệnh kiêm chính ủy khu Sài Gòn Chợ Lớn, tư lệnh khu 7 1949 đến 1950, phó tư lệnh Nam Bộ, tư lệnh phân khu miền Đông Nam Bộ 1951 đến 1954, tướng Trần Văn Trà trong hội nghị 4 bên. Năm 1955, ông tập kết ra Bắc, giữ chức phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam 1955 đến 1962, phó chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn 1958, giám đốc Học viện Quân chính và chánh án Tòa án Quân sự Trung ương 1961. Từ năm 1963, ông được cử vào Nam làm Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam 1963 đến 1967 và 1973 đến 1975, phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam 1968 đến 1972, phó bí thư Quân ủy Quân Giải phóng miền Nam. Sau Hiệp định Paris 1973, ông làm trưởng đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Ban Liên hiệp đình chiến 4 bên ở Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn, Gia Định, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7. Từ năm 1978 đến năm 1982, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ năm 1992, ông là Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, dự khuyết khóa 3, chính thức khóa 4. Ông được phong quân hàm Trung tướng năm 1959, Thượng tướng năm 1974. Phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, hạng 3, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, đời tư. Ông lập gia đình với tiến sĩ sinh hóa nguyên phó giám đốc Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thoa, con gái luật sư Lê Đình Chi, 1912-1949, trưởng ban quân pháp Nam Bộ. Sau khi nghỉ hưu, ông tập trung viết hồi ký và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Năm 1982, ông cho in bộ sách kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, trong đó có ghi những nhận định chủ quan của nhiều lãnh đạo Đảng Lao động, khi đã đánh giá quá cao khả năng quân sự của mình và đánh giá quá thấp khả năng của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trước và trong dịp tổng tấn công Tết Mậu Thân. Sách mới in tập 5, tập cuối, nhan đề những chặng đường lịch sử của B-2 Thành Đồng, thì bị thu hồi do quan điểm bị coi là không chính thống, nên các tập khác không được xuất bản. Mãi 10 năm sau, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân mới in tiếp tập 1, rồi sau đó tái bản tập 5, gộp lại toàn bộ phần đã viết của cuốn hồi ký nói trên. Các tập khác chưa kịp viết xong thì ông mất. Ông qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặt tên đường: tên ông hiện được đặt cho một con phố ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tên ông cũng được đặt cho con đường chính ở khu dân cư Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vào cuối năm 2015. Tên ông cũng được đặt cho một con phố ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào cuối năm 2019. Tên ông cũng được đặt cho con đường ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đặt tên con đường nối Quách Thị Trang, Trần Nam Trung với Lý Thái Tổ ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tác phẩm: không chỉ là một tướng lãnh, ông còn trước tác một số sách kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, gồm nhiều tập, mới in tập 5 thì bị thu hồi do quan điểm bị coi là không chính thống, nên các tập sau không được xuất bản. Gửi người đang sống, 1996, mùa thu lịch sử, 1996, cảm nhận về xuân Mậu Thân, 1968, 1998.